Kính chào anh chị em, hoan nghênh anh chị em đến với buổi nhóm giữa tuần của VBC Houston. Một lần nữa chúng ta được nhóm nhau lại ở trong buổi nhóm giữa tuần này để chúng ta cùng nhau học hỏi lời của Chúa. Chúng ta được huấn luyện bởi lời của Ngài để trở nên những chiến sĩ giỏi ở trong đạo quân mà Chúa Ngài đã bày tỏ ra cho chúng ta ở trong lời của Ngài. Khi những bộ xương khô được phú hơi thở vào, Thánh Linh của Chúa tác động trên, thì các bộ xương này đã trở nên sống động và hợp lại tạo nên một đoàn quân lớn cho Chúa. Đây là đạo quân mà tôi tin rằng Chúa Ngài đang dấy lên để chúng ta sẵn sàng cho mùa gặt. Cảm ơn Chúa vì trong ơn của Ngài chúng ta được huấn luyện, chúng ta được dạy dỗ để chúng ta đặt mình vào trong vị trí là những chiến sĩ giỏi cho Chúa. Hầu chúng ta có thể được Chúa Ngài sử dụng và đại dụng chúng ta. Anh biết ơn Chúa vì sự giàu quý báu mà chúng ta có được trong các buổi nhóm giữa tuần này để chúng ta được trang bị lời của Chúa. Ở trong ngày Chủ nhật, chúng ta được những sứ điệp khích lệ và chúng ta truyền giảng tin lành của Chúa cho những người bạn hữu đến để thờ phượng Chúa với chúng ta. Xây dựng và dạy dỗ lời của Chúa trong các buổi nhóm giữa tuần là mục tiêu của chúng ta. Nên cảm ơn Chúa và hoan nghênh anh chị em đến với buổi nhóm này ở trong phước hạnh mà Chúa Ngài đã định cho chúng ta. Cảm ơn Chúa vì Chúa đã đặt để trong lòng anh chị em trung tín nhóm lại, học hỏi lời của Chúa, chịu huấn luyện để chúng ta sẵn sàng cho mùa gặt mà Chúa Ngài đã định. Nguyện xin Chúa Ngài ban phước trên buổi nhóm lại của chúng ta. Chúng ta cùng nhóm nhau lại như trong tinh thần của VBC Houston, chúng ta luôn dâng lên Chúa những lời cảm tạ về những việc Chúa làm trong đời sống của chúng ta. Cho nên chị em nếu có những kinh nghiệm, những phép lạ Chúa làm, sự giải cứu, sự chữa lành từ nơi Chúa, Chúa Ngài làm việc và chúng ta kinh nghiệm được Ngài, hãy đánh vào dòng comment để chúng ta chia sẻ với nhau, để chúng ta làm chứng về ơn của Chúa, để chúng ta có thể khích lệ, động viên tinh thần nhau. Để biết rằng những điều chúng ta học, nhưng bây giờ chúng ta cầu nguyện cho các nhu cầu, không phải chúng ta làm như là một hình thức, nhưng mà là chúng ta sống động trong lời của Chúa, áp dụng lời của Ngài và phục vụ một cách thực tế để đem lại kết quả. Và điều này sẽ giúp đỡ cho chúng ta khi chúng ta thấy việc Chúa làm, kết quả của những điều chúng ta học hỏi sẽ nâng đỡ, sẽ khích lệ chúng ta rằng khi chúng ta cùng thực hiện lời của Chúa giống như chúng ta thực hiện ở trong các buổi nhóm, các buổi học Kinh Thánh này, thì chúng ta cũng sẽ thấy cùng một kết quả ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Cho nên hãy làm chứng lại, hãy nói, hãy thuật lại việc Chúa làm trên đời sống của mình để chúng ta khích lệ nhau, để chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa và khích lệ nhau trong bước đường đi theo Chúa và học việc Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đến với Chúa trong thời giờ này trong sự cầu nguyện. Phó dâng buổi nhóm lại trong ơn của Chúa. Cho nên xin mời anh chị em chúng ta cùng đứng lên tại chỗ của mình. Chúng ta liên lạc khắng khích với thời giờ nhóm lại của chúng ta ở trong sự cầu nguyện, trong sự ngợi khen. Và chúng ta xin Chúa ban phước để chúng ta có thể học hỏi lời của Chúa ở trong sự soi sáng của thần khôn ngoan và thông sáng của Chúa, hành động và làm việc để chúng ta chẳng những học, nhưng mà chúng ta có thể hiểu một cách tận tường để chúng ta áp dụng cho đời sống của chúng ta. Cha kính yêu, chúng con tạ ơn Chúa vì một lần nữa chúng con được nhóm nhau lại. Chúng con cảm ơn Chúa vì phương tiện mà Chúa Ngài đã ban cho loài người chúng con, để chúng con có thể xuyên lục địa, chúng con có thể từ các nơi có thể vào để chúng con học hỏi lời Chúa, để chúng con được trang bị, để chúng con được gây dựng, và chúng con trở nên những người hữu dụng cho Chúa. Cho chúng con biết ơn Ngài, cái sự giàu quý báu này. Xin Chúa Ngài ban phước trên hết thảy anh chị em chúng con, những người vào nhóm lại ở trong buổi tối hôm nay. Chúa ban ơn trên thời giờ nhóm lại của chúng con, để chúng con thấy mọi việc đều được vận hành trong quyền năng của Chúa. Lời của Ngài được chia sẻ dạy dỗ, Thánh Linh tiếp tục giải bài lời của Ngài cho chúng con, để chúng con có thể học hiểu, áp dụng lời Chúa vào trong đời sống của chúng con, trong cuộc sống mỗi ngày của chúng con, hàng ngày của chúng con, cũng như chúng con khi phục vụ, chúng con biết phải phục vụ như thế nào để giúp đỡ những người xung quanh của chúng con
khi chúng con khai phóng quyền năng của Chúa qua những khí cụ quyền năng mà Chúa đã dành cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa vì chúng con có cơ hội nhóm nhau lại để chúng con lấy ca vịnh thơ thánh, bài hát thiêng liêng, chúng con đối đáp, chúng con ca ngợi, chúng con dâng lên cho Chúa. Vì được ơn Ngài cho nên chúng con làm công việc này. Xin Chúa Ngài đến gần, nhận nơi chúng con lòng biết ơn và những tiếng hát ngợi khen này. Chúng con muốn công bố thành lời trong bài hát về quyền năng và ý định mà Chúa Ngài toan định làm, để chúng con được khích lệ và xây dựng một cách vững chắc ở trong tấm lòng của chúng con nữa. Thì chúng con thấy kết quả của sự ngợi khen là Chúa Ngài vui nhận, đến gần và ban phước trên buổi nhóm của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Tặng Chúa, chúng con phó dâng buổi nhóm lại trong ơn của Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Anh chị em chúng ta tiếp tục đứng. Chúng ta lớn tiếng ngợi khen Chúa các bài hát mà chúng tôi chọn, như là bài hát cho chủ đề của loạt bài khai phóng quyền năng. Hầu Chúa Ngài ban phước để chúng ta ca ngợi Chúa và chúng ta cũng được nhắc nhở ở trong tấm lòng của chúng ta, đời sống của chúng ta về những lẽ thật và khải tượng này. You give love.
Ngài, vì sức sống phục sinh của Chúa đang ở trong chúng con. Thánh Linh của Chúa đấng đã làm cho Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ cõi chết đang ở trong chúng con, cũng khiến thân thể hay chết của chúng con được sống. Và đời sống của chúng con có thể bước đi ở trong sự đầy dẫy quyền năng và sự hiện diện của Ngài, để chúng con có thể khai phóng ân quyền của Chúa. Tất cả những điều Chúa Ngài mang vào trong đời sống của chúng con, hành động trên cuộc đời của chúng con, Chúa cũng muốn chúng con khai phóng ra, để chúng con giúp đỡ, để chúng con có thể phục vụ và cứu người ở trong ơn của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa Ngài ban ơn để mắt của chúng con sẽ thấy những thân thể đau ốm được chữa lành,
Chúng con thấy những con người đã định cho sự chết đời đời sẽ được giải cứu, được tái sinh, được làm con Chúa. Và cuộc đời của những cuộc đời gãi đổ sẽ kinh nghiệm được sự hàn gắn, phước hạnh ở trong ơn của Ngài. Qua đời sống của chúng con, qua sự phục vụ của chúng con nữa, chúng con cảm ơn Ngài. Tạng Chúa và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Anh chị em thật là phước hạnh để chúng ta thấy được nguyên tắc của nước trời mà Chúa Ngài đã định. Phước của Ngài đổ xuống trên chúng ta, không phải để chúng ta giữ riêng, nhưng để chúng ta có thể phân phối ra. Cảm ơn Chúa. Chúng ta theo đuổi loạt bài khai phóng quyền năng vì chúng ta tin chắc theo lời của Chúa hứa, và chúng ta tin rằng sẽ ứng nghiệm ở trong những ngày này của đời sống của chúng ta. Đó là trong Thi Thiên 110 câu số 3. Trong ngày Chúa biểu dương sức mạnh, con dân Ngài sẽ tình nguyện hiến thân. Những chàng trai mặc trang phục thánh đi theo Ngài, lấp lánh như những giọt sương từ lòng rạng đông. Chúng ta cảm ơn Chúa vì lời của Chúa cho chúng ta biết có Ngài, gọi là Ngài mà Chúa Ngài biểu dương sức mạnh của Ngài. Ngài mà Chúa Ngài bày tỏ sức mạnh của Ngài, Ngài của vinh quang, Ngài của quyền năng. Thì con dân của Chúa tình nguyện đến, con dân của Chúa tình nguyện hiến dâng thân thể của mình để Chúa có thể sử dụng ở trong ơn của Chúa. Vì Chúa Thánh Linh chỉ có thể đầy dẫy ở trên những cuộc đời bằng lòng nhường đời sống của mình cho Chúa kiểm soát, chi phối, hành động, làm việc xuyên qua chúng ta. Khi chúng ta dâng hiến cuộc đời của chúng ta như một của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời, Chúa Ngài sẽ ban phước, Ngài sẽ sai lửa từ trời đến để nhận của lễ và ban phước lại, để sử dụng những gì chúng ta dâng lên cho Chúa. Bây giờ thuộc về Ngài, Ngài có thể mặc lấy quyền phép để chúng ta có thể kết quả ở trong ơn của Chúa, trong việc chúng ta truyền giáo, chúng ta giúp đỡ và đưa người đến với Chúa. Vì con dân của Chúa tình nguyện hiến thân của mình. Và những chàng trai đi theo Chúa đó, thì họ mặc trang phục thánh. Đây là nói đến sự thánh khiết mà cần phải có ở trong đời sống của chúng ta. Đó là phần của chúng ta. Phần của chúng ta tự hiến thân. Phần của chúng ta mặc trang sức của sự thánh khiết. Để rồi Chúa Ngài sẽ làm việc trên đời sống của chúng ta, vì xuyên qua đời sống của chúng ta. Hầu Chúa chúng ta sẽ lấp lánh như những giọt sương từ lòng rạng đông. Đó là điều Chúa Ngài sẽ làm. Phần của chúng ta bước đi trong sự thánh khiết, bước đi ở trong sự tình nguyện, dâng hiến thân thể mình, đời sống mình, môi miệng mình, để Chúa có thể sử dụng chúng ta trong ơn của Chúa. Đó là cách để chúng ta có thể sẵn sàng khai phóng quyền năng của Chúa đổ đầy ở trong chúng ta và xuyên qua đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa, chúng ta đang học để khai phóng quyền năng lạ lùng của Chúa. Chúng ta đã cùng học qua, chúng ta được sinh lại ở trong quyền năng. Là con Chúa, chúng ta được cứu, được tái sanh, chúng ta trở nên những đứa con quyền năng của Chúa. Vì hãy ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Ngay giây phút chúng ta được tái sanh, được Thánh Linh của Chúa ban cho chúng ta quyền năng để chúng ta có thể thể hiện đời sống của chúng ta là con cái của Chúa. Và cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài cũng muốn chúng ta bước đi ở trong ơn của Chúa, sử dụng những gì Chúa Ngài đã ủy thác, cho phép chúng ta được đặt ân để sử dụng. Thì chúng ta đã học qua bài học ở trong thứ tư tuần trước. Chúng ta công bố danh của Đức Chúa Giêsu, danh quyền năng ở trên mọi hoàn cảnh của chúng ta, ở trên quỷ dữ, trên bệnh tật, để chúng ta có thể thấy được danh của Chúa là danh trên hết mọi danh, đem lại kết quả một cách lớn lao, đó là quỷ phải tháo chạy, bệnh tật phải ra khỏi. Vì tất cả mọi danh trên trời, dưới đất, bên dưới đất, khi nghe danh của Đức Chúa Giêsu được công bố ra đều phải suy phục. Và tối hôm nay chúng ta cùng học cách để chúng ta khai phóng quyền năng lạ lùng của lời Chúa. Kinh Thánh cho chúng ta biết lời của Chúa ở trong Phúc Âm Giăng chương 6 câu số 63. Đó là ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. Lời của Chúa là linh và sự sống. Linh sự sống đã phục sinh Đức Chúa Giêsu. Sự chết phải đi ra khỏi.
sự sáng thắng tối tăm, sự sống thắng sự chết. Cho nên chúng ta thấy được quyền năng của lời của Chúa là linh và sự sống. Lời của Chúa là lời quyền năng. Chúng ta không thể lấy đi sự chết, chúng ta cũng không thể lấy đi sự tối tăm. Nhưng chúng ta có thể thêm ánh sáng vào những chỗ tối tăm để đùa tối tăm đi. Chúng ta có thể thêm sự sống vào, rồi chúng ta thấy sự đắc thắng đến. Cho nên chúng ta bắt đầu công bố sự sống vào hoàn cảnh của chúng ta bằng cách chúng ta công bố lời của Chúa. Không phải là ý tưởng riêng của chúng ta, nhưng mà công bố lời của Chúa, vì lời của Chúa là lời quyền năng. Lời Đức Chúa Trời đầy sự sống và quyền năng đến độ có thể thay đổi mọi sự. Và chúng ta thấy điều này từ nơi Cha của chúng ta, Đấng đã dựng nên trời đất muôn vật bằng chính tiếng phán của Ngài. Cho nên hãy nói với nan đề, không mang ánh sáng vào bóng tối. Chúng ta nói với nan đề để chúng ta sẽ đem lại sự sống của Chúa vào ở trong những chỗ tối tăm. Nhiều người công bố sự chết vào trong đời sống và hoàn cảnh của mình bởi những lời tiêu cực. Nhưng chúng ta hiểu biết thì chúng ta chọn khai phóng lời quyền năng của Chúa vào mọi hoàn cảnh của chúng ta. Lời quyền năng của Chúa trên thân thể của chúng ta, lời quyền năng của Chúa cho gia đình của chúng ta, luôn cả trong đời sống tài chánh của chúng ta và mọi mặt của đời sống. Để chúng ta sẽ thấy được sự bứt phá, quyền năng của Ngài thể hiện trong đời sống của chúng ta. Và lời của Chúa là lời có thẩm quyền. Luca chương 4 câu 36, lời của Chúa dạy: mọi người đều sững sờ, nói cùng nhau rằng, ấy là đạo gì đó? Người lấy phép và quyền đuổi tà ma, và chúng nó liền ra. Ở đây chúng ta thấy Chúa Giê-xu, Ngài đã công bố lời của thẩm quyền, lời của quyền năng, và đã đem lại kết quả. Đó là những người quan sát, họ phải kinh ngạc, họ sững sờ, nói với nhau rằng, ấy là đạo gì đó? Người lấy phép và quyền đuổi tà ma, thì nó liền ra. Không có một cái sự chống đối nổi trước lời của Chúa được công bố ra. Lời của Chúa mang lại sự đắc thắng. Cho nên chúng ta hãy để lời của Đức Chúa Trời liên tục tuôn ra từ môi miệng của chúng ta, để chúng ta sẽ thấy sự đắc thắng luôn luôn. Khai phóng quyền năng của Chúa bằng cách chúng ta khai phóng lời của Chúa, là lời quyền năng, lời đầy thẩm quyền ra từ miệng của chúng ta, để chúng ta có thể thấy được sự đắc thắng và lời của Chúa được ứng nghiệm trên những hoàn cảnh, trên những sự việc ở trong đời sống của chúng ta. Muốn được như vậy, chúng ta cần phải biết lời của Chúa. Chúng ta cần phải học lời của Chúa. Chúng ta cần ghi nhớ lời của Chúa, đem lời của Chúa đầy ắp ở trong chúng ta. Và khi chúng ta mở miệng ra, chúng ta công bố lời của Chúa vào trong từng hoàn cảnh. Chúng ta có đủ lời của Chúa để chúng ta có thể nói vào mọi hoàn cảnh ở trong đời sống của chúng ta. Mà hôm nay chúng tôi sẽ trang bị cho anh chị em những câu kinh thánh, lời của Chúa, để chúng ta công bố, khai phóng quyền năng của Chúa vào nhiều cảnh ngộ, nhiều hoàn cảnh khác nhau ở trong đời sống của chúng ta, cũng như những người mà chúng ta phục vụ. Cảm ơn Chúa. Nguyện xin Chúa nghe cho để lời của Chúa được chuyển vào ở trong chúng ta, đâm rễ vững nền, lời của Chúa đầy ắp ở trong chúng ta, sâu đậm ở trong đời sống của chúng ta, để chúng ta luôn luôn sẵn sàng như là vũ khí có đạn dược, súng có đạn, và lời của Chúa sẵn sàng để tuôn xối ra khi chúng ta khai phóng lời của Chúa là lời quyền năng, đem đến những kết quả hết sức là lớn lao, đem đến những sự bứt phá mà không có điều nào khác có thể làm được, như là lời của Đức Chúa Trời. Ở trong Phúc Âm Giăng chương 2, câu 13 đến 14, chúng ta thấy Sứ Đồ Giăng nói với con nhân của Chúa ở trong thời bấy giờ, ở trong ba lứa tuổi mà chúng ta thấy được ở tại đây: hỡi các phụ lão, tôi viết cho các ông, vì các ông đã biết Đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi, vì các ngươi đã thắng được ma quỷ. Hỡi con trẻ, ta đã viết cho các con, vì các con đã biết Đức Chúa Cha. Hỡi phụ lão, tôi đã viết cho các ông, vì các ông đã biết Đấng có từ lúc ban đầu. Chúng ta để ý ra đây: hỡi kẻ trẻ tuổi, ta đã viết cho các ngươi, vì các ngươi là mạnh mẽ,
Làm sao để họ được mạnh mẽ? Vì lời của Đức Chúa Trời ở trong các ngươi và các ngươi đã thắng được ma quỷ. Chúng ta thấy ở tại đây, những người trẻ, ở tại đây không chỉ nói về trẻ của tuổi tác, nhưng mà có thể là tuổi của thuộc linh nữa. Và chúng ta thấy thắng được ma quỷ. Tại sao? Mạnh mẽ ở trong ơn của Chúa. Tại sao? Vì lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi và các ngươi thắng được ma quỷ. Chúng ta thấy những người trẻ được nói rằng họ mạnh mẽ và đắc thắng ma quỷ vì lời của Đức Chúa Trời. Rất là quan trọng để chúng ta nhớ điều này. Phải sử dụng lời của Chúa thì chúng ta mới có thể thắng được ma quỷ. Giô-sê chương 1 câu 8 dạy cho chúng ta một cái lẽ thật rất là quan trọng. Và Chúa Ngài chuẩn bị để Giô-sê bước lên một chức vụ rất là quan trọng, thay thế cho Mô-sê, để ông có thể kết quả và thành công trong cuộc đời của mình. Thì Chúa Ngài truyền lệnh cho Mô-sê, xin lỗi, cho Giô-sê để làm công việc này. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi. Hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy ngươi mới được may mắn ở trong con đường của mình và mới được phước. Để chuẩn bị cho Giô-sê cho công tác hết sức là lớn lao, tiếp tục hướng dẫn dân sự của Chúa đến cái giai đoạn vượt sông Giô-đanh để vào chiếm lấy xứ. Thì chúng ta thấy tại đây, Chúa Ngài căn dặn Giô-sê, ông phải vững lòng bền chí, ông phải trở nên người can đảm. Mà muốn được như vậy, thì ông phải để cho quyển sách luật pháp là lời của Chúa đó không xa miệng của ông. Tức là ông phải công bố lời của Chúa, đọc lời của Chúa thành lời chứ xa miệng ngươi. Hãy suy gẫm ngày và đêm. Chẳng những công bố lời của Chúa ra mà suy gẫm lời của Chúa ngày và đêm. Để chi? Hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Chúng ta không thể nào có kết quả trong đời sống của chúng ta nếu chúng ta thiếu lời của Chúa. Chúng ta cần phải đưa lời của Chúa vào ở trong đời sống của chúng ta. Rồi đưa lời của Chúa lên tâm trí của chúng ta để chúng ta suy gẫm ngày và đêm. Trong lúc chúng ta lái xe, trong lúc chúng ta làm việc, chúng ta suy gẫm lời của Chúa. Trong lúc chúng ta nằm ở trên giường của mình nữa, suy gẫm ngày và đêm để chúng ta thấy lời của Chúa có thể chỉ cho chúng ta những chỗ chúng ta cần phải áp dụng. Và chúng ta có lời của Chúa sẵn sàng để chúng ta có thể áp dụng vào trong những hoàn cảnh của chúng ta. Thì có như vậy, chúng ta mới có thể được may mắn ở trong con đường của mình và mới được phước. Ở trong một bản dịch khác, thì chúng ta mới có thể thành công trong đời sống của mình. Rất là quan trọng. Châm ngôn chương 4, câu 20 cho đến câu số 22, cũng nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của lời của Chúa. Hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời ta, khá nghiêng tai nghe những bài giảng thuyết của ta. Các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con, hãy giữ lấy nơi lòng con. Vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ. Ở đây lời của Chúa còn có một cái sức mạnh khác nữa, đó là lời của Chúa là sự sống cho người nào tìm được nó và sức khỏe cho toàn thân thể, sự khỏe mạnh cho toàn thân thể. Lời của Chúa đem lại sức sống, đem lại sức khỏe thiên thượng, khiến cho toàn thân thể của chúng ta có thể kinh nghiệm được khỏe mạnh ở trong ơn của Chúa. Anh chị em thật là quan trọng. Chúng ta ở trong những ngày của dịch tễ, của corona, virus corona, COVID-19, chúng ta nghe người ta khuyến khích chúng ta là phải uống thêm vitamin C cũng như là vitamin D và chất zinc để giúp cho thân thể của chúng ta tạo nên một sức mạnh để có thể đề kháng và chống lại với con virus này. Nhưng mà cho em, đó là những điều mà chúng ta thấy rằng có thể thêm vào. Nhưng điều quan trọng mà chúng ta thấy lời của Chúa nói tại đây,
Khi chúng ta có lời của Chúa ở trong đời sống của chúng ta nắm giữ lời của Ngài ở trong lòng của chúng ta. Lời ấy là sự sống cho những người tìm được nó và sự khỏe mạnh cho toàn thể thân thể của chúng ta. Chúng ta thấy khi lời của Chúa đầy ắp ở trong chúng ta, khi lời của Chúa nhắc nhở cho chúng ta rằng chúng ta được ở dưới quyền bảo vệ của Chúa, rằng chúng ta đã được lành ở trong Chúa. Hay nói cách khác, chúng ta đã được chủng ngừa, chúng ta đã được vaccine bằng lời của Chúa rồi, thì chúng ta thấy rằng thân thể của chúng ta cũng sẽ khỏe mạnh theo. Và lời của Chúa tại đây nhắc chúng ta và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ. Nên chúng ta muốn cho sức đề kháng của chúng ta, kháng thể của chúng ta được mạnh mẽ, thì ngoài việc chúng ta uống vitamin thì việc chính là chúng ta đưa lời của Chúa vào một cách đầy dẫy trong chúng ta, mạnh mẽ, chống lại tất cả những sự tấn công của virus, và chúng ta vững vàng ở trong ơn của Chúa. Khải quyền chương 12 câu 11 cũng cho chúng ta thấy sức mạnh của lời của Chúa. Chúng đã thắng bởi huyết của chính con và bởi lời làm chứng của mình. Chúng chẳng tiếc sự sống của mình cho đến chết. Chúng ta có lời của Chúa, chúng ta sẽ công bố ra. Chúng ta làm chứng lại. Chúng ta nói lên công việc. Thì chúng ta sẽ thắng được ma quỷ bởi vì nhờ huyết của chính con. Và tuần tới chúng ta sẽ học cách để chúng ta có thể khai phóng quyền năng của huyết của Đức Chúa Giê-xu ở trên những hoàn cảnh của chúng ta cũng như những công việc mà chúng ta phục vụ. Rồi lời làm chứng của chúng ta có thể cứu được những linh hồn. Lời làm chứng của chúng ta có thể khích lệ nhau, như chúng tôi khuyến khích anh chị em. Chúa cho chúng ta kinh nghiệm Chúa ở trong mức độ nào, kinh nghiệm gì, hãy nói lên, bởi lời làm chứng của chúng ta sẽ giúp đỡ được. Có những lời làm chứng mà chúng ta thấy khi được công bố ra, đã được nói lên, tạo nên một cái sự khích lệ để những người có cùng một hoàn cảnh hay là hoàn cảnh tương tự có đức tin để chạy đến với Chúa để nhận ơn của Chúa, nhận sự chữa lành từ nơi Ngài, nhận điều gì đó mà họ cần, bởi vì một người khác, một con cái Chúa khác đã kinh nghiệm được thì họ cũng có thể kinh nghiệm được. Cho nên chúng ta có thể kinh nghiệm được sự đắc thắng ở trong lời làm chứng của mình nữa. Ma quỷ chúng ta biết rằng rất ghét và sợ lời của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta biết rằng với sự hiểu biết là lời của Chúa là quyền năng, lời của Chúa đầy thẩm quyền, lời của Chúa đem lại kết quả một cách lớn lao. Khi hiểu được điều này sẽ giúp cho chúng ta trở nên quyết tâm hơn bao giờ hết là chúng ta là những con người của lời Đức Chúa Trời. Chúng ta có lời của Chúa ở trong chúng ta. Để rồi đúng vào trong những nhu cầu và hoàn cảnh, chúng ta mang lời của Chúa, công bố lời của Chúa vào trong hoàn cảnh đó. Vì đó là cách mà Cha của chúng ta, Đức Chúa Trời quyền năng đã hành động để chúng ta thấy được kết quả một cách lớn lao, như lời của Chúa bây giờ đã mặc lấy thân thể qua môi miệng của chúng ta công bố ra, để chúng ta sẽ đem lại kết quả một cách lớn lao. Nên Satan tìm đủ một cách để ngăn trở chúng ta đến với lời của Chúa. Cho đến giờ phút này, anh chị em là những người theo Chúa một thời gian hay là những người đang hầu việc Chúa, chúng ta thấy Satan tìm đủ một cách để chặn chúng ta, không cho chúng ta đến với lời của Chúa. Nên biết rằng lúc nào chúng ta có lời của Chúa đưa vào trong đời sống của chúng ta là linh lương cho con người tâm linh của chúng ta, thì con người tâm linh của chúng ta sẽ khỏe mạnh. Khi chúng ta có lời của Chúa, chúng ta sẽ biết hướng đi. Khi chúng ta có lời của Chúa thì chúng ta sẵn sàng để có thể kinh nghiệm sự đắc thắng, vì chúng ta sẽ đánh bại Satan bởi lời của Chúa ở trong ơn của Ngài. Lời của Chúa là vũ khí mạnh mẽ để chống lại Satan, cho nên nó rất là sợ chúng ta khi chúng ta biết lời của Chúa. Cho nên tìm đủ một cách để khiến cho chúng ta thiếu sự hiểu biết, hay là nó ngăn chặn chúng ta chuyển đưa lời của Chúa vào ở trong đời sống của mình. Ngày nào lời của Chúa còn nằm ở trong các trang của Kinh Thánh mà chưa được mặc lấy thân thể, chưa được chuyển vào một con người, thì ngày đó Satan còn có thể tấn công, có thể lừa bịp con người đó. Nhưng khi chúng ta có lời của Chúa trong đời sống của chúng ta hiểu, biết lời của Ngài, thì chúng ta trở nên một vũ khí rất quan trọng trong tay của Chúa, khiến Satan phải thua cuộc.
Cho nên khi chúng ta có lời của Chúa đảm bảo chúng ta sẽ thắng được Satan. Lời của Chúa quỷ phá công việc của ma quỷ. Cho nên chúng ta cần có lời của Chúa một cách đầy dẫy trong chúng ta. Và khi chúng ta công bố vào trong những hoàn cảnh, chúng ta cũng công bố lời của Chúa. Vì lời của Ngài sẽ đem lại kết quả trong ơn của Chúa. Phúc Âm Giăng chương 8 câu 31 đến 32 lời của Chúa dạy. Bây giờ, Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài rằng, nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta hay là lời của ta, thì thật là môn đồ ta. Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Khi chúng ta có lời của Chúa, chúng ta hằng giữ đạo của Chúa, lời của Ngài trong chúng ta, thì chúng ta sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha chúng ta. Lẽ thật mà chúng ta biết mới có thể giải phóng chúng ta được. Người Mỹ thường có câu nói trên miệng của họ là "The truth will set you free". Nhưng mà chúng ta thấy rằng họ nói đến chân lý sẽ khiến cho bạn được tự do, giải phóng bạn. Nhưng mà chúng ta thấy rằng người ta đã quên đi một từ rất là quan trọng. The truth that you know. Lời chân lý mà các con biết thì sẽ giải phóng các con. Cho nên chúng ta cần biết lời của Chúa. Điều thứ nhất mà tôi mời anh chị em chúng ta được xây dựng ở trên lời của Chúa, đó là chúng ta tin lời của Chúa đầy dẫy quyền năng. Esai chương thứ 55 từ câu 10 cho đến câu số 11 chép: Vả như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho xanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều tâm muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Lời của Chúa khi được ban phát ra, khi Thánh Linh cảm hóa làm việc ở trong tấm lòng, tâm trí của những trước giả để ghi lại lời của Chúa trong Kinh Thánh, thì có một mục đích của Đức Chúa Trời khi Ngài sai phái những lời đó. Và khi nó đã ra từ Ngài rồi, nó không trở về một cách luống nhưng. Nhưng mà nó như là nước đã được đổ ra qua dạng mưa và tuyết. Thì chúng ta thấy mưa là nước ở trong chất lỏng, thể lỏng. Tuyết là nó đã ở trong cái thể và nó đã chuyển qua đông rồi. Nhưng mà chúng ta thấy một điều đó là cái kết quả là mưa và tuyết khi đổ xuống thì đượm nhuần đất. Kết quả đó là làm cho đất đai màu mỡ, làm cho xanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn. Thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta thì chẳng trở về luống nhưng. Cảm ơn Chúa vì lời của Chúa khi được sai phái ra thì sẽ đem lại kết quả như Chúa Ngài đã sai phái lời đó. Khi chúng ta khai phóng lời của Chúa ra, thì chúng ta sẽ thấy rằng sẽ đem lại kết quả. Cho nên học cách và biết để chúng ta khai phóng lời của Chúa vào trong từng hoàn cảnh khác nhau hết sức là quan trọng. Cần Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Vì lời của Chúa đầy quyền năng, sẽ không trở về một cách luống nhưng. Lời Chúa sẽ làm trọn ý muốn và mục đích của Ngài mà Chúa Ngài đã sai phái. Lời của Chúa có sức mạnh không gì có thể chống lại nổi. Và khi chúng ta công bố lời của Chúa là chúng ta kết nối tháp vào trong quyền năng vô hạn của Chúa. Vì lời của Ngài có quyền để làm những công việc hết sức là lớn lao. Lời của Chúa, quyền năng của Chúa hiện diện ở trong lời của Ngài. Lời của Chúa chuyên chở quyền năng của Ngài. Lời cần được công bố ra. Và anh chị em, lời của Chúa là Chúa Giê-xu. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta. Khi lời của Chúa được trở nên mặc lấy thân thể của chúng ta, lời đó trở nên hết sức là mạnh mẽ và quan trọng. Đặc biệt sẽ đem lại kết quả một cách lớn lao. Chúa Giê-xu cũng nói, ta là đường đi, chân lý, và sự sống chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng ta. Lời là một thân vị, là chính Đức Chúa Giê-xu. Khi chúng ta biết Chúa của chúng ta là Chúa toàn năng,
và Ngài là lời của Đức Chúa Trời. Thì một lần nữa sẽ giúp cho chúng ta kinh nghiệm kết quả như chúng ta đã học trong tuần rồi. Chúng ta công bố danh của Chúa trên một hoàn cảnh, bây giờ chúng ta công bố lời của Đức Chúa Trời ở trên một hoàn cảnh, thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta tháp vào trong quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời, và chúng ta sẽ thấy kết quả khi chúng ta biết lời của Chúa và chúng ta khai phóng ra trong sự hiểu biết, trong lòng tin một cách trọn vẹn. Chắc chắn chúng ta sẽ thấy kết quả từ nơi lời của Chúa. Một hình ảnh để cho chúng ta thấy sức mạnh của lời của Chúa, đó là lời của Chúa như lửa. Jeremy chương 23, câu 28 đến 29. Khi tiên tri nào có chim bao, hãy thuật chim bao ấy đi. Còn kẻ nào đã lãnh lời ta, hãy truyền lại lời ta một cách trung tín. Đức Giê-hô-va phán, rơm rạ há xen vào với lúa mì sao? Lời ta há chẳng như lửa, như búa đập vỡ đá sao? Đức Giê-hô-va phán vậy. Chúng ta thấy lời của Chúa tại đây được chính Chúa Ngài ví như là lửa. Lửa có một cái sức mạnh rất là lớn. Khi nó cháy rồi thì không có cái gì có thể đứng nổi ở trước sức của lửa. Chúng ta thấy lửa có thể làm cho tan chảy đá sắt thép. Bởi vì lửa có một cái sức mạnh rất là lớn, làm cháy, đi đến đâu cháy đến đó, rất là quan trọng. Cảm ơn Chúa cũng làm cho nóng cháy tấm lòng của người nghe. Chúng ta nhớ trong kinh nghiệm, khi Chúa Giê-xu giải bài lời của Chúa, Ngài lấy những lời trong Cụ Ước, trong lời của Đức Chúa Trời để giải thích cho hai người môn đồ trên đường Emmaus. Thì chúng ta thấy khi Chúa Ngài lìa họ rồi, thì hai người nói chuyện với nhau trong Luca chương 24 câu 32 như thế này. Hai người nói cùng nhau rằng, khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh Thánh. Lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? Cảm ơn Chúa. Lòng của họ đang nguội, đang sầu khổ vì họ nghĩ rằng thầy của mình đã bị đóng đinh trên thập tự giá, đã chết. Rồi bây giờ mình nghe tin là những người đi đến thăm mộ của Chúa cũng không thấy được xác của Ngài. Họ ở trong một tâm trạng mà chúng ta thấy rằng rất là bối rối vì họ chưa hiểu Kinh Thánh. Cho đến khi lời của Chúa đã được Đức Chúa Giê-xu cắt nghĩa, đã được Đức Chúa Giê-xu giảng luận cho họ, họ hiểu được Kinh Thánh, thì họ nói với nhau, nhắc nhở với nhau cái cảm giác trong lúc đó. Lời của Chúa đã làm cho lòng của chúng ta há chẳng nóng nảy sao? Cảm ơn Chúa. Anh chị em, đó là một trong những sức mạnh của lời của Chúa có thể đem lại hiệu quả. Khi chúng ta có lời của Chúa, chúng ta có thể giúp đỡ cho các anh chị em chúng ta, những người đang nản lòng, những người đang yếu đuối, nguội lạnh. Chúng ta cắt nghĩa lời của Chúa, khai phóng lời của Chúa ra, thì chúng ta có thể thấy được cái hiệu quả, đó là lòng của người ta có thể được đốt cháy trở lại bởi lời của Chúa, làm cho họ có thể nóng cháy trở lại bởi lời của Chúa. Lời của Chúa cũng được ví như búa đập vào vỡ tan tành những khó khăn ở trong đời sống của chúng ta. Hãy nghĩ lời của Chúa như búa và hình dung với tôi. Búa có thể đóng những cái đinh sâu vào ở trong gỗ, khiến cho những gì mà những cái đinh đó thực hiện có thể đem lại cái sự chắc chắn, mang lại kết quả một cách tốt đẹp. Búa này cũng dùng để đập vỡ những ngăn trở, thắng những điều tiêu cực mà Chúa Ngài có thể sử dụng lời của Ngài để đem lại phước hạnh ở trong đời sống của chúng ta cũng như những người chúng ta phục vụ. Cho nên chúng ta cần hiểu lời của Chúa một cách hết sức là rõ ràng, có cái sức mạnh rất là lớn. Lời quyền năng, lời sáng tạo, lời gây dựng, lời đập đổ tất cả những cái đồn lũy và công việc của kẻ thù, như là búa có thể đập vỡ tất cả. Cảm ơn Chúa. Thứ nhì, chúng ta được lời của Chúa nhắc nhở chúng ta, đó là hãy trung tín công bố lời của Chúa. Xin Chúa Ngài cho chúng ta có một tấm lòng được lời của Chúa thuyết phục trong buổi tối hôm nay.
chúng ta sẽ trở nên những người trung tín công bố lời của Chúa. Chúng ta đừng công bố quan điểm thần học của ông này bà nọ. Chúng ta đừng công bố việc này việc kia trong cuộc đời của chúng ta, luôn cả lặp lại như con vẹt những bản tin, những điều tiêu cực mà chúng ta thấy được. Xin Chúa cho chúng ta trở nên những người trung tín công bố lời của Chúa, vì lời của Chúa mới có thể đem thêm ánh sáng vào ở trong những chỗ tối tăm, đem lửa và ấm cúng vào trong những chỗ nguội lạnh để thay đổi tình hình. Jeremy chương 23 câu 28 đến 29 chúng ta xem lại ở trong phần đầu. Khi tiên tri nào có chiêm bao, hãy thuộc chiêm bao ấy đi. Còn kẻ nào đã lãnh lời ta, hãy truyền lại lời ta một cách trung tín. Khi chúng ta nhận lãnh lời của Chúa, thì lời của Chúa cần phải được truyền lại một cách trung tín. Đó là điều mà Chúa Ngài đã dạy qua tiên tri Jeremy. Xin Chúa cho chúng ta trung tín công bố lời của Chúa. Vì ngày hôm nay chúng ta thấy vì thiếu sự hiểu biết, có nhiều con cái của Chúa đã nói lên những điều tiêu cực, nói lên những điều mà chúng ta thấy ở trong đời này. Cũng có thể chúng ta nói lên điều mà chúng ta nói rằng tôi chỉ nói sự thật thôi, thấy sao nói vậy. Anh chị em, chúng ta không phải là những người tường thuật, phóng sự, nhưng mà chúng ta là những người có lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta là người của Chúa. Chúng ta có lời của Ngài. Chúng ta là những đại sứ của nước trời. Chúng ta không nói đường lối của cá nhân mình, nhưng mà được nói lên đường lối của vương quốc của Đức Chúa Trời mà chúng ta đã được sai phái đi để làm đại sứ. Chúng ta là chức khâm sai của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta chọn một thái độ và trung tín trong công việc chúng ta công bố lời của Chúa, chứ không công bố những điều tích cực. Nhiều điều tích cực sẽ bắt đầu xảy ra nếu chúng ta nói những lời tiêu cực. Những lời tiêu cực nó ảnh hưởng và nó khiến cho hoàn cảnh của chúng ta trở nên tối tăm hơn. Nhưng khi chúng ta công bố lời của Chúa thì nhiều điều tích cực sẽ bắt đầu xảy ra. Quyền năng của Chúa sẽ thể hiện. Và công tác mà chúng ta thấy lời của Chúa có khả năng để có thể làm cho cả thân thể của chúng ta được khỏe mạnh. Lời của Chúa có thể đem lại sự gây dựng cho con người tâm linh của chúng ta. Lời của Chúa có sức mạnh của sự chữa lành. Bởi vì Chúa sai phái lời của Ngài thì chữa lành họ. Lời của Chúa có quyền năng để làm những công việc hết sức là lạ lùng đó. Nhiều ngăn trở và chống đối sẽ bắt đầu bị phá vỡ khi chúng ta trung tín công bố lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ ba lần khi Satan đến cám dỗ Chúa Giê-xu, thì Chúa Giê-xu đã công bố có lời chép rằng thì mưu trước của Satan đã bị đánh bại. Sự cám dỗ của nó đã không thắng được Chúa, mà Chúa Ngài đã thắng Satan trong sự cám dỗ mà nó mang đến, bởi vì Chúa Giê-xu công bố lời của Đức Chúa Trời. Như có lời chép rằng. Như có lời chép rằng. Lời Chúa thật là quyền năng lớn lao, phải không chị em? Cảm ơn Chúa. Rồi chúng ta cũng thấy lời của Chúa gọi sự sống trở lại. Và đây là điều mà chúng ta bắt đầu chuẩn bị để áp dụng lời của Chúa vào trong những hoàn cảnh khác nhau. Phúc âm Giăng chương 11, câu 43 và 44 phần A ghi lại cho chúng ta. Khi nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng, hỡi Lazarơ, hãy ra, người chết đi ra. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta quan sát Đức Chúa Trời trong lúc Ngài hành động, cũng như Đức Chúa Giê-xu trong thánh vụ của Ngài trên đất. Chúng ta thấy có những điểm mà chúng ta cần phải áp dụng, đó là công bố thành lời. Trong sự sáng thế, Đức Chúa Trời Ngài sáng tạo muôn vật bằng lời của Ngài. Chúa phán, phải có sự sáng, thì có sự sáng. Chúa Ngài truyền lệnh, Ngài nói rằng phải có
mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, thì chúng ta thấy rằng nó có mặt. Lời của Chúa Ngài phán phải có thú vật, phải có chim trời, có cá biển. Và chúng ta thấy rằng mọi sự đều bắt đầu hiện hữu từ tiếng phán của lời Ngài. Hãy công bố ra lời của Chúa cho Lazarơ trong đời sống của chúng ta. Cho cái gì nó đang hầu chết hay là đang chết ở trong đời sống của chúng ta. Và sẽ công bố và truyền lệnh sự sống trở lại ở trong cuộc đời của chúng ta. Ở trên những người đang cần chúng ta là các con trai của Đức Chúa Trời, được Chúa Ngài giới thiệu chúng ta để chúng ta thi hành công việc của nhà cha, những công tác mà Chúa Ngài giao phó cho chúng ta. Hãy nói với ác quỷ, đi ra, bởi vì ngươi đã bị đắc thắng bởi huyết của chính con. Cảm ơn Chúa. Chúng ta nói lời của Chúa với ác quỷ, đi ra, bởi vì ngươi đã bị đắc thắng bởi huyết của chính con. Chúng ta nói với ung thư, ra khỏi thân thể này, bởi vì nhân những lằn đòn của Đức Chúa Giêsu thì người con này của Chúa đã được lành. Cảm ơn Chúa. Chúng ta nói với tài chánh, hãy trở lại một cách trật tự, bởi vì Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của tôi tùy theo sự giàu có vinh hiển của Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúng ta có thể nói với ác quỷ, chúng ta có thể nói với bệnh tật, chúng ta có thể nói với tài chánh. Cảm ơn Chúa. Phúc Âm Giăng chương 8 câu 51 chép, quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu kẻ nào giữ lời ta sẽ chẳng thấy sự chết bao giờ. Thật là quyền năng kỳ diệu của lời của Chúa. Chúng ta để ý đến đây, khi chúng ta giữ lời của Chúa và làm theo, thì chúng ta sẽ thấy sự sống của Chúa tuôn đổ và thể hiện ra. Chúa Giêsu công bố ở trong Giăng chương 11 câu 25-26, Đức Chúa Giêsu phán rằng, ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi. Còn ai sống mà tin ta thì không hề chết. Người tin điều đó chăng? Hãy công bố lời của Chúa. Nói với những Lazarơ trong đời sống của chúng ta, Lazarơ của tài chánh, Lazarơ của sức khỏe, chúng ta truyền lệnh, hãy sống lại, hãy bước ra. Rồi chúng ta quan sát việc Chúa làm, thì chúng ta sẽ thấy được những việc kỳ diệu mà lời của Chúa đem đến kết quả qua lời công bố của chúng ta vào trong những hoàn cảnh khác nhau. Cảm ơn Chúa. Lời Chúa dạy chúng ta rằng chúng ta sẽ đồng ngồi cai trị với Ngài đời đời. Thì chúng ta cần biết Chúa Ngài ban cho chúng ta vương quyền, thẩm quyền của một vị vua. Vì chúng ta là nước thầy tế lễ và nước của các vị vua, chúng ta có thể công bố trong thẩm quyền để chúng ta truyền lệnh. Chúa Ngài sẽ hành động và làm việc ở trên nhiều cuộc đời. Lời của Chúa sẽ giải phóng những cuộc đời để được sự tự do. Chúng ta hãy công bố với ma túy, với rượu mạnh, rằng ta không cần ngươi, bởi con Đức Chúa Trời đã giải thoát ta được sự tự do. Như lời của Chúa nói, nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta, các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Hãy công bố với những thói hư tật xấu trong đời sống của mình, ngươi không có quyền ở trên ta nữa, bởi Đức Chúa Giêsu đã giải thoát ta, và ta được tự do. Hãy nói với những cơn ghiền và những người đang ở trong tiến trình của sự giải cứu. Hãy nói với cơn ghiền của mình, ta đắc thắng bội phần qua quyền năng của đấng yêu thương ta. Vì bất kỳ sự chết, sự sống, việc bây giờ, việc hậu đến, không có một điều gì có thể ngăn trở chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa. Và Ngài đã làm cho chúng ta được thắng bội phần ở trong Ngài. Cho nên hãy công bố với những cơn ghiền, với những cái giây phút mà chúng ta thấy rằng chuẩn bị để chúng ta bước qua được sự bứt phá. Hãy công bố lời của Chúa. Giăng chương 17 câu 17, xin cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời cha là lẽ thật. Và Thi Thiên 119 câu 11, tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Chúng ta lấy lời của Chúa để công bố, khiến cho lòng của chúng ta kinh nghiệm được một liều thuốc mạnh mẽ chống lại với tội lỗi. Chúng ta hãy nói với cám dỗ qua đường đi vào bằng con mắt của chúng ta như thế này. Ta có giao ước
với mắt rằng sẽ không nhìn điều ác. Lòng tôi chú về tội ác, mắt tôi không xem thấy những điều đó. Hãy nhắc nhở với tâm lòng của chúng ta rằng con mắt của chúng ta sẽ không nhìn những điều ác. Giúp đỡ khi chúng ta công bố thành lời, khiến cho mắt của chúng ta bây giờ có một hệ thống phòng thủ, bởi vì chúng ta đã công bố lời của Chúa như vậy. Cám dỗ đưa đến kiêu ngạo của đời. Chúa chống kẻ kiêu ngạo và làm ơn cho kẻ khiêm nhường. Cho nên ta không đi vào trong cái chỗ kiêu ngạo, nhưng mà chọn đi trong sự khiêm nhường, đặt mình ở dưới cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời. Hãy công bố với sự mê tham của mắt rằng Đức Chúa Trời là thành tín sẽ mở đường cho ta ra khỏi. Và chúng ta để Chúa Ngài hướng dẫn chúng ta thấy được những cánh cửa mà Chúa Ngài mở ra để chúng ta có thể thoát ra khỏi một cái sự tấn công hết sức là nóng sốt của những sự cám dỗ của đời này, sự mê tham của mắt. Cảm ơn Chúa. Hãy nói với cám dỗ của sự không thành thật. Như Thi Thiên 51 câu 6 nói: này, Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong. Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi. Vì Chúa muốn sự chân thật bề trong, cho nên ta công bố với cám dỗ sống và nói một cách không thành thật rằng người không có quyền, không có chỗ trong đời sống của ta, vì ta chọn sống theo điều Chúa Ngài muốn thấy. Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong, cho nên ta sẽ bước đi trong sự chân thật, cũng như lời nói và hành động trong sự chân thật. Công vụ chương 10, câu 44 đến 46. Khi Phêrô đương nói, thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Vì các tín đồ nghe họ nói tiếng ngoại quốc và ngợi khen Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy tại đây, trong lúc mà công bố lời của Chúa, thì chúng ta thấy trong việc truyền giáo đem lại một cái kết quả hết sức là quan trọng. Rao giảng lời của Chúa để chúng ta mở cho anh chị em của chúng ta một chiều kích mới của đời sống ở trong Đức Thánh Linh. Nên chúng tôi đã quyết tâm và đã nhận lãnh từ nơi lời của Chúa, cho nên trung tín rao giảng, nói, giải bài, giúp đỡ để anh chị em có thể đón nhận và kinh nghiệm được quyền năng của Chúa Thánh Linh ở trong đời sống của mình. Hãy nói cho những người lân cận của chúng ta, nói với các tín hữu mà chưa trải nghiệm được quyền năng của Đức Thánh Linh giáng trên đời sống của họ. Hãy nói cho họ biết về quyền năng sức mạnh của báp têm trong Đức Thánh Linh. Chúng ta có nói, lời của Chúa sẽ hành động ở trên tấm lòng của họ. Nói cho người khác biết lời của Chúa nói gì về sự chữa lành, về chức vụ tiên tri, về phép lạ, để họ cũng có thể biết và quan nghinh, vì họ đã bị dạy sai là ân tứ không còn nữa. Nhưng chúng ta hãy rao giảng lời của Chúa. Lời của Chúa sẽ như búa đập vỡ tất cả những thành kiến, định kiến, những đề kháng của con người đã bị xây dựng bởi những sự dạy dỗ sai, khiến cho họ có thể kinh nghiệm được sự bứt phá và đến để nhận tất cả những điều tốt lành mà Chúa Ngài dành ban cho những kẻ thuộc về Chúa. Hãy nói cho những người khác biết về những gì lời của Chúa dạy phải cầu xin và trông đợi sự bày tỏ quyền năng của Đức Thánh Linh. Lời của Chúa bảo hãy nôn nã, hãy tha thiết, mong đợi và nhận các ân tứ, các sự ban cho của Thánh Linh. Cảm ơn Chúa trong ơn của Ngài. Hãy bước đi trong tình yêu thương như lời của Chúa đã dạy cho chúng ta. Roma chương 10 câu 8. Nhưng nói làm sao? Đạo ở gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng của ngươi, ấy là đạo đức tin và chúng ta giảng dạy. Đạo ở đâu anh chị em? Đạo ở gần, ở trong miệng, ở trong lòng. Cho nên chúng ta hãy sử dụng đạo của đức tin. Đây là điều hết sức quan trọng. Người công bình sống bởi đức tin. Chúng ta bước đi bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. Cho nên công việc của chúng ta ở tại đây là những chỗ nào thiếu ánh sáng, chúng ta đưa ánh sáng của lời của Chúa vào đó để chiếu rọi và chúng ta làm lộ diện
công việc của bóng tối. Chỗ nào thiếu tình yêu thương, chúng ta công bố lời của Chúa vào để chúng ta sẽ thấy được tình yêu thương được thể hiện ở những chỗ đó. Khi chúng ta thấy những chỗ thiếu sự sống, hãy công bố lời sự sống của Chúa vào để chúng ta thấy sự sống sẽ bừng lên, vì lời của Chúa là linh và sự sống. Lời của Chúa, đạo của Chúa ở trong miệng của chúng ta, ở rất gần chúng ta, trong miệng của chúng ta. Công việc của chúng ta là hãy nói ra thành lời, hãy công bố ra. Và chúng ta thấy những con người ở trong Kinh Thánh đã hiểu những nguyên tắc này. Thầy Đội là một người của thẩm quyền. Ông đã đón Chúa Giê-xu bên ngoài nhà của ông. Ông nói rằng tôi không đáng để rước Chúa vào nhà. Xin Chúa chỉ phán một lời. Ông xin Chúa Giê-xu chỉ phán một lời thì cũng đủ để người đầy tớ của ông chắc chắn sẽ được lành. Ông hiểu điều đó. Tiếng nói của thẩm quyền. Khi Chúa Ngài chỉ phán một lời, Ngài truyền lệnh, thì đầy tớ của ông sẽ được lành. Ông hiểu được nguyên tắc này. Phi-rơ cũng hiểu được điều này, cho nên ông công bố ở trong công vụ chương 9 câu 34. Phi-rơ nói với người rằng: hỡi Ê-nê, Đức Chúa Jesus Christ chữa cho ngươi được lành. Hãy chờ dậy, dọn dẹp lấy giường của ngươi, tức thì người vùng dậy. Có một sự công bố lời của Chúa. Cảm ơn Chúa. Không phải chỉ tin nài nỉ Đức Chúa Trời làm, nhưng mà chúng ta là những người tin và biết sức mạnh của lời của Chúa và thẩm quyền mà Ngài ban cho. Và chúng ta khai phóng quyền năng của Chúa bằng cách chúng ta công bố lời của Ngài. Công bố trong đức tin, công bố trong quyền năng của Chúa, để chúng ta sẽ thấy những việc lớn xảy ra. Chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh, không phải là một công thức, nhưng mà nguyên tắc này chúng ta thấy có hai phần. Khi phép lạ chuẩn bị xảy ra, thì chúng ta thấy có cái phần là người phục vụ cầu nguyện với Chúa. Rồi thì cái bước thứ hai là họ xoay qua, họ nói với hoàn cảnh, nói với người chết, nói với bệnh tật, công bố, truyền lệnh. Thì chúng ta thấy rằng phép lạ, sự chữa lành, vân vân, được xảy ra trong phần thứ hai. Nhiều con cái của Chúa, chúng ta bị kẹt ở trong bước thứ nhất, cầu nguyện với Chúa. Xin Chúa Ngài ban ơn trên chúng ta. Xin Chúa Ngài củng cố và ban cho chúng ta đức tin. Xin Chúa Ngài nghe lời chúng ta cầu xin. Rồi chúng ta xoay qua, chúng ta công bố với hoàn cảnh. Nhiều con gái của Chúa, chúng ta dành hết thời giờ để chúng ta xin Chúa làm điều mà Chúa Ngài đã ủy quyền và Ngài truyền lệnh cho chúng ta làm. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta sẽ khai phóng quyền năng của Chúa và lời của Ngài. Chúng ta nói vào trong hoàn cảnh, nói vào trong những thân thể, nói vào trong những sự việc, để chúng ta đem lại sự sống, đem lại sự phục hồi, chuyển hướng, đem lại kết quả của sự đắc thắng ở trong ơn của Chúa. Phaolô, ông cũng hiểu tầm quan trọng của việc công bố lời của Chúa. Cho nên ông đã nói với Timôthê rằng: Timôthê, hãy giảng đạo cố khuyên. Đây là một mệnh lệnh mà người thầy đã nói với vị mục sư trẻ này. Timôthê, hãy giảng đạo cố khuyên. Giảng lời của Chúa. Giảng một cách tha thiết. Giảng một cách bền bỉ. Dù gặp thời hay không gặp thời, cứ giảng lời của Chúa. Bởi vì lời của Chúa là lời quyền năng. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta cũng có cùng một sự hiểu biết như thầy Đội đã hiểu biết, như Phi-rơ đã hiểu biết, và như Phao-lô đã hiểu và đã nhắc nhở cũng như ra lệnh cho người học trò của mình. Timôthê, hãy giảng đạo cố khuyên. Con không xứng đáng để rước Chúa vào nhà, xin Chúa chỉ phán một lời. Cảm ơn Chúa. Hỡi Ê-nê, Đức Chúa Giê-xu chữa cho ngươi được lành. Hãy chờ dậy, dọn dẹp lấy giường của ngươi. Kết quả là gì? Tức thì người vùng dậy. Cảm ơn Chúa. Lời toàn năng của Chúa, lời của đức tin trong miệng của chúng ta để được công bố ra, để được khai phóng ra. Lời của Chúa là lời quyền năng, nhưng khi chưa được khai phóng thì sẽ không thấy hoạt động.
cho đến khi chúng ta công bố ra. Nếu không phải theo nguyên tắc này, thì chúng ta cứ lấy cuốn Kinh Thánh, chúng ta ném vào trong một hoàn cảnh, chúng ta tặng cho người ta cuốn Kinh Thánh mà thôi, thì chúng ta thấy rằng thiếu sót. Lời của Chúa phải được chuyển vào chúng ta. Để khi chúng ta công bố lời của Chúa, thì giống như Chúa đang đứng ở tại hiện trường để thực hiện lời của Ngài. Bởi vì lời của Chúa đã được sai phái ra rồi, thì như mưa và tuyết sẽ không trở về một cách luân nhân. Khi được mặc lấy thân thể của chúng ta, để chúng ta công bố thành lời và trong hoàn cảnh. Như Đức Chúa Trời phán phải có sự sáng thì có sự sáng. Đức Chúa Trời phán phải có thì việc liền có. Chúng ta là con Chúa, chúng ta đã được biến đổi, chúng ta đã được sanh lại, chúng ta đã được ban cho quyền phép để trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Bây giờ hãy hành động như cha chúng ta. Hãy hành động như Chúa Giê-xu đã bày tỏ cho chúng ta. Hãy hành động như những người đầy tớ của Chúa, những người học trò, những người môn đồ của Chúa đã học trực tiếp từ nơi Chúa và đã ứng dụng theo như điều mà họ đã được Chúa Ngài truyền lệnh cho họ. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta sẽ học khai phóng quyền năng của Chúa trong việc chúng ta công bố danh của Chúa Giê-xu, trong việc chúng ta công bố lời của Chúa. Tuần tới chúng ta sẽ học cách để chúng ta công bố sức mạnh của huyết của Chúa vào trong những hoàn cảnh. Hôm nay chúng ta dừng lại. Xin Chúa ban cho chúng ta một lòng tin xác quyết rằng lời của Chúa là linh và sự sống. Lời của Chúa là lời quyền năng, có sức mạnh như lửa, như búa. Lời của Chúa có thể đem lại sự sống. Lời của Chúa có thể phục hồi sự sống. Lời của Chúa có thể đem lại phép lạ. Lời của Chúa có thể đem lại sự chữa lành. Lời của Chúa có thể đem lại trật tự cho đời sống của chúng ta. Hãy công bố lời của Chúa. Với hết cả đức tin, với lòng nhiệt thành, chúng ta chắc chắn sẽ thấy kết quả của lời của Chúa. Hãy công bố lời của Chúa và trông đợi quyền năng vô hạn mang lại kết quả một cách phi thường. Vì lời của Chúa là lời linh nghiệm, là lời quyền năng, sắc như gươm hai lưỡi. Khi đâm vào thì chia hồn linh cốt tủy và suy xét mọi sự trong lòng. Lời của Chúa là chính Đức Chúa Giê-xu. Ngài là lời của Đức Chúa Trời. Xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta sẽ để cho lời của Chúa nhập thể vào trong con người của chúng ta, học, suy gẫm, thấm nhuần lời của Chúa và sẵn sàng để khai phóng ra đối với những hoàn cảnh, những trường hợp khác nhau. Và tin chắc rằng lời của Chúa khi được sai phái ra, Chúa hứa rằng sẽ không trở về một cách luân nhân. Cho nên cho em hãy công bố và sai phái lời của Chúa, thì nó sẽ như mưa và tuyết. Nên khi chúng ta công bố, đừng nghi ngờ, nhưng hãy tin rằng lời của Chúa sẽ đem lại một kết quả gì đó. Và nếu chúng ta không công bố lời của Chúa thì hoàn cảnh không có cơ hội để thay đổi. Công bố lời của Chúa là cách để chúng ta có thể khai phóng quyền năng của Chúa vào trong những hoàn cảnh, vào trong những cuộc đời, vào trong những thân thể đang cần một sự can thiệp siêu nhiên của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Không biết những điều này có giúp đỡ cho anh chị em không? Cảm ơn Chúa vì chúng ta có những thời giờ này. Tôi tin chắc rằng trong sự sức dầu của Đức Thánh Linh, anh chị em đã hiểu lời của Chúa một cách rõ hơn. Có những người được nhắc nhở lẽ thật này, hôm nay chúng ta thấy làm nóng lại, làm mới lại trong chúng ta một niềm tin chắc chắn đối với lời của Chúa. Chúng ta sẽ bước ra và hành động. Nhớ anh chị em, đem lời của Chúa vào trong đời sống của chúng ta. Học, xem lại giảng bài mà chúng tôi gửi ra cho anh chị em. Anh chị em có thể tải xuống, nghe lại bài học này, bài huấn luyện này một lần nữa. Và học công bố vào trong những hoàn cảnh của mình. Đối với thân thể, bệnh tật, ung thư, đối với tài chánh, đối với những nan đề trong đời sống, đối với những hoàn cảnh,
mà cần sự can thiệp của Chúa, hãy công bố lời của Ngài. Luôn cả khi chúng ta có những lo âu, những lo sợ, những lo lắng ở trong đời sống của chúng ta, hãy công bố lời bình an của Chúa, lời bứt phá của Chúa để con người của chúng ta cũng có thể nhận được sự bình an từ nơi lời của Chúa. Lời của Chúa rất là mạnh mẽ và quyền năng. Tôi kinh nghiệm được điều này luôn luôn trong đời sống. Và chia sẻ những kinh nghiệm này với anh chị em, với lòng tin rằng Chúa, Ngài sẽ sử dụng bài học này để dấy lên nhiều người con nữa của Chúa. Chúng ta sẽ dạn dĩ, chúng ta sẽ tin một cách xác quyết khi chúng ta công bố lời của Chúa. Như chúng ta truyền lệnh cho bệnh tật dựa trên lẽ thật lời của Chúa đã bày tỏ ra cho chúng ta, thì chúng ta áp dụng chân lý của Chúa, chúng ta thực thi chân lý của Chúa vào trong hoàn cảnh, lại nhân những lằn đòn của Đức Giêsu đã gánh mà anh em đã được lành ở trong Chúa. Chúng ta tin điều đó, cho nên chúng ta nói với bệnh tật rằng phải ra khỏi thân thể của những người con Chúa đã được Chúa Giêsu mua chuộc bằng chính huyết của Ngài. Ngài đã trả xong tất cả những gì cần thiết để con cái của Chúa có thể sống trong sức khỏe, sống trong sự chữa lành. Và chúng ta công bố tin một cách chắc chắn. Khi chúng ta công bố xong, anh chị em hãy hỏi với người mà chúng ta phục vụ, kiểm chứng lại xem điều gì đã xảy ra. Vì chúng ta tin, cho nên chúng ta công bố. Và chúng ta công bố, chúng ta cũng tin rằng việc sẽ xảy ra, cho nên chúng ta kiểm chứng lại là như vậy. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban ơn trên anh chị em và chúng ta cùng nhau cầu nguyện trong thời gian này. Cho tôi được phép cầu nguyện cho anh chị em. Anh chị em sẵn lòng đón nhận nguyên tắc lời của Chúa dạy dỗ chúng ta trong buổi tối hôm nay, để chúng ta sẽ trở nên những người hữu dụng cho Chúa. Cha kính yêu, chúng con cảm ơn Chúa vì sự giờ vừa qua. Chúng con đã cùng học sức mạnh của lời của Chúa, để chúng con có thể khai phóng quyền năng của Ngài, để chúng con có thể trở nên những người đã lãnh, nhận lãnh lời của Ngài, thì chúng con trở nên những người trung tín, công bố lời của Chúa. Chúng con là những người biết lời của Chúa và những nguyên tắc thuộc linh mà Chúa Ngài đã định, cũng như thẩm quyền mà Chúa Ngài đã ủy thác cho chúng con, để chúng con có thể ra đi và chúng con giảng tin lành của nước của Đức Chúa Trời, để chúng con có thể chữa bệnh, để chúng con có thể trị quỷ, để chúng con có thể khiến sống kẻ chết, khiến kẻ phung được sạch, khiến sống kẻ chết. Lạy Chúa, xin ban cho lòng của chúng con trong thời gian này nắm bắt lấy lời của Chúa, tin chắc rằng lời của Chúa sẽ không trở về một cách luân nhân, nhưng sẽ làm thành những việc mà Chúa Ngài đã sai phái. Cảm ơn Chúa vì lời của Ngài đã được sai phái vào trong tấm lòng của chúng con trong buổi tối hôm nay. Con tin, cho nên con đã công bố, đã chia sẻ, đã huấn luyện. Bây giờ xin Chúa cho mắt con sẽ thấy, tai con sẽ nghe lời của Chúa kết quả cho những người con Chúa đang học lời Chúa với con trong buổi tối hôm nay. Chúng con sẽ nghe những tin tức tốt lành. Anh chị em chúng con sẽ vui mừng báo cáo về những việc mà Chúa Ngài làm. Khi anh chị em chúng con khai phóng quyền năng của Chúa, lời của Ngài vào trong những hoàn cảnh khác nhau, và kết quả sẽ là kỳ diệu như thế nào. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con ngợi khen Ngài. Thánh Linh ơi, xin giúp đỡ ở trong thời gian này, bảo vệ lời của Chúa đã được gieo ra trong buổi tối hôm nay trong tấm lòng của chúng con, cho đến chừng lời của Chúa mọc lên, đâm rễ và vững chắc ở trong chúng con. Giờ này trong danh Đức Chúa Jesus Christ, ta cấm Satan chim trời không được quyền đến để tha cướp mất những hạt giống lời của Đức Chúa Trời trong tấm lòng của những người đang nghe lời của Chúa trong thời gian này. Ta công bố huyết của Đức Chúa Jesus nói nghịch cùng ngươi. Satan, rút tay ngươi lại. Tất cả những kế hoạch cướp lời của Chúa ra khỏi tấm lòng của những người con Chúa, ta cột trói,
ta vô hiệu quả ở trong danh quyền năng của Đức Chúa Giêsu. Lời của Chúa đập vỡ tan tành những kế hoạch của Satan toàn cướp lời của Chúa ra khỏi tấm lòng của những người con Chúa trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Anh chị em hãy nhận và áp dụng lời Chúa cho đời sống của mình trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa cho ban phước trên anh chị em tràn đầy ân của Chúa và sử dụng lời của Chúa một cách chính xác, sử dụng lời của Chúa vào trong những hoàn cảnh để chúng ta sẽ thấy lời của Chúa được sai phái ra, không trở về một cách luống công, luống nhưng, nhưng đem lại kết quả một cách phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa, ngợi khen Ngài. Hallelujah. Chúa ban phước trên hết thảy anh chị em vững vàng bước đi ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa, ngợi khen Ngài. Mình xin Chúa Ngài ở cùng trên hết thảy anh chị em, gìn giữ bảo vệ anh chị em. Lời của Chúa làm cho khỏe mạnh cả thân thể của anh chị em. Lời của Chúa đem lại sự tươi mới cho anh chị em. Lời của Chúa đem lại sự nóng cháy ở trong tấm lòng của anh chị em. Cảm ơn Chúa. Hẹn gặp lại anh chị em trong các buổi học Kinh Thánh và các tuần tới ở trong ơn của Ngài. Chúc bình an. Shalom.